nay chung kết đá bóng đúng không con? Vâng ạ. Ở hiệp 1, đội của em đang xông lên sông bàn, tràn đầy năng lượng. Và ở hiệp thứ 2, đội của em liên tục ghi bàn vào lưới của đối phương. Wow, vua phá lưới là đây. Mà nó tức ghê. Ui giời ơi, thì ra đội bóng bên kia chả có đứa nào có chân cả. Bảo sao đội của em lại liên tục ghi bàn như vậy. Ê, tụi bé ơi, tao tích được một đống thẻ cao từ Mi Hảo Hảo nè, vừa quyên góp cho quỹ bảo trợ trẻ em nữa. Cao hồ tao với, mỗi đứa giúp tao một tay nào. Ủa, bọn này làm gì có móng tay đâu mà cao thẻ cao cơ chứ. Cây tôi nhờ. Mày thích cà khịa không? Mày chết với tụi tao. Tao đang muốn nuôi pet, kiếm hồ tao đi, nuôi em nè ăn. Không, mày ngu lắm, mau đi kiếm đi. Con pet nào quấn chủ tí nhé. Okay. Đây, con pet này quấn chủ lắm đấy. Nó quấn tới chết luôn. Ơ, có đèn đơn đồn này. Người ta bảo mày kiếm con pet quấn chủ là con vật quấn quýt bên chủ nhân của nó, chứ có phải là quấn như thế này đâu. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Ôi giời, sướng như vua, thảnh thơi nằm nhà, có Grab Express ship đồ hộ, lại còn được tặng 10.000 tiền điện thoại, nói chuyện với sẻ. Tôi cùng giao hàng nè, sao bạn không nhờ tôi? Giá siêu rẻ luôn, có được như Grab Express không? Thử ship tao cái kèo này cho Crush xem. Ok, bỏ vào đây, tao bay đi luôn. Thằng ẻn gửi tặng nè. Úi dồi ôi, cái kèo mút bỏ trong mồm của mày rồi thì ai mà dám ăn nữa cơ chứ. Có ba đứa trẻ đang chơi đá bóng ở trong công viên thì có một chú bảo vệ đến và nói: mấy đứa kia không được chơi bóng trong công viên. Ơ, gì kỳ cục vậy? Úi dồi ôi, ông bảo vệ quạt ba thằng nhỏ kia mà lại đồng chạm đến những người này nữa kìa. Anh Long và Trần Bơm thì đang chơi bong bóng, còn hai anh chàng kia chắc là BD nên mới cảm thấy bị tổn thương như thế. Sau đây là hướng dẫn cách giao tiếp khi đi đại mà gặp sếp. Sếp bận bao việc mà cũng đích thân đi đại à? Sếp đại không rơi một giọt nào ra ngoài, thảo nào công ty mình chưa hề có thất thoát. Sếp bận lắm không? Nếu có thì để em đi đại hồ cho ạ. Úi giời, sếp đại không hề khai, sếp nhai công trình cũng không hề có tiếng. Wow, giờ em mới biết, hóa ra ai to hơn thì được làm sếp. Hôm nay sếp không tè trong phòng chỉ thư ký nữa ạ. Cả công ty mình chắc có mỗi nước tiểu của sếp là hàng Việt Nam chất lượng cao ạ. À, chào sếp, để em bảo thằng em ra chào sếp luôn. Phơ lơ sếp, đại thì nhanh mà sao trả lương bọn em lại chậm thế ạ? À? Tao cần tìm các merge box để có thể hợp nhất thành The Unity. Nó là cái gì? The Unity là thứ mà một khi xuất hiện, sự chết chóc sẽ bao trùm. Quê, chạy đi nhóc, có thằng kiếm mày kìa. Cái gì vậy ba? Chả phải mày đi đến đâu là có anh mang xảy ra đến đây à? Mày chính là Unity mà hắn đang tìm kiếm đấy. The Unity là thứ mà một khi xuất hiện, sự chết chóc sẽ bao trùm. Tao buồn lắm do à,
Tao tán gái mãi mà chả có em nào đổ cả. Con gái chỉ thích người chủ động mà thôi. A few moments later. Chào các em, anh là chủ cái đồng này. Thằng đồ đần đồn này, thằng do bảo mày chủ động là mạnh dạn hơn, tự mình quyết định hành động, chứ có phải là chủ cái hang đồng này đâu. Ngoài ngoài, cho con xin tiền mua bánh coi. Ngoài con tờ 50 ngàn đây. Nè, lấy xài một nửa thôi nha, con thưa đứa ngoài. Dạ. Cái thằng tí đu này, ngoài mày bảo sai một nửa là sai 25.000 thôi, chứ sao lại lấy kéo các đôi tờ tiền ra thế này. Em có nhìn thấy những vì sao đang lấp lánh ngoài kia không? Anh muốn nói là đỏ lung linh như mắt em đúng không? Không phải, cái mãi nhà mình đâu rồi. Có hai kẻ lạ mặt đang tiếp cận một nữ sinh đi bộ trên đường. Trên tay của kẻ ngồi sau có cầm một cái khăn thấm thuốc mê, có vẻ như chúng đang chuẩn bị bắt cóc cô bé này. Ngay lúc đó có một racing boy nẹt bô vượt lên trước khiến khói bụi bay mù mịt. Cẩn thận bụi. Ủa, cái khăn này thấm thuốc mê mà, sao mày lại lấy chém mồm tao? Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Mỹ đè, chúng ta đã tìm hiểu về nhau lâu như vậy rồi. Anh rất muốn gặp em, cô gái ưa sạch sẽ, yêu vận động, lại ăn uống lành mạnh. Anh cũng thế mà, hào hoa, phong nhã, rất có khí chất, lại tài hoa. Ôi chao, gặp nhau ở đâu đấy? Em nói xem. Quảng trường nha. Ok. Hiểu thon sẽ đi gì đến nhỉ? Có phải công tử nhà giàu không ta? A few moments later. Hai, tới rồi nè. Anh đi gì đến thế? Anh lại sẽ tới. Anh lại sẽ gì đó? Cũng chẳng phải xe xịn gì, vài tỷ thôi, xe rác ấy mà. Ôi chao, xe mấy tỷ mà còn gọi là xe rác? Anh giàu có thật đó. Có thể đưa em đi hóng gió được không? Được, đi thôi. Lên đi em. Ủa, đây là xe rác thật mà, chứ có phải là xe đắt tiền mà ông này xem như là rác đâu. Ha 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 ha